Xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube Thiết bị điện Thanh Tâm. Hôm nay một sản phẩm mới về, Tâm xin giới thiệu nhanh, đó là ổ cắm chống giật, chống dòng ròn. Đây, đây là ZF30. ZF30, bây giờ mình sẽ khui hộp cho các bạn xem nha. Thân sản phẩm thế này. Đấy. Và có dòng danh định qua cái ổ cắm là 10A. Rồi nó bảo vệ ở mức là 10mA. Trên sản phẩm này nó có ghi trời có vẻ hơi chói, các bạn khó nhìn thấy ha. Các bạn em xem tạm trên cái thân sản phẩm đây, xin lỗi, trên cái tờ giấy giới thiệu đây cũng được. Đấy, đây là bảng thông số của nó. Rồi, cái dòng cắt của nó là khoảng 10mA, rất là nhỏ luôn ha, so với các ổ cắm, xin lỗi, các cầu dao chống giật, cái CB chống giật của mình là thông thường ở nhà là 30mA. Thì đây là một sản phẩm được giới thiệu là một sản phẩm cao cấp. Và thời gian cắt của nó là 0,1 giây, rất khá là nhanh để bảo vệ cơ thể mình chống bị điện giật. Các bạn chú ý, nếu bạn đụng dây lửa và dây nguội cùng lúc thì cái sản phẩm này nó sẽ không có bảo vệ, tại vì khi nó dòng rò là khi nó rò điện từ cái dây lửa ra bên ngoài và nó không có quay về dây nguội của cái nguồn điện thì như vậy mới gọi là rò. Còn các bạn chạm tay trực tiếp vào hai sợi dây điện, dây lửa và dây nguội cùng lúc thì cái bộ thiết bị này sẽ không có detect, không phát hiện ra được nha. Rồi bây giờ mình sẽ test nhanh cho các bạn xem. Đây có nút reset nha. Và trên đây có nút màu vàng là nút test. Và có cái đèn báo trạng thái ở đây, ở giữa. Và đây là ổ cắm bả chấu. Đây mình có cái quạt máy, mình cắm vào. Rồi mình cắm lên cái ổ điện. Khi cắm ổ điện thì có đèn báo sáng, đây là đèn báo cho mình biết là có ngõ ra. À, ngõ ra. Rồi bấm reset là sẽ tắt. Rồi xin lỗi, bấm test thì sẽ tắt ha. Thì bấm test thì kiểm tra, và người ta khuyến khích khuyến nghị là khi mình sử dụng thì mình phải bấm test trước để cho cái mặt test này nó hoạt động, hay là nó có cơ chế bảo vệ của nó được hoạt động tốt á, để mình test trước khi sử dụng. Rồi bấm reset lại thì cái quạt máy nó sẽ quay đây. Đó, quạt máy sẽ quay. Rồi mình bấm test thử nha thì quạt máy sẽ tắt. Đó, nó ngắt điện ngõ ra. Thì cái này cơ chế bảo vệ của nó giống như cái CB chống giật hay cầu dao chống giật trong gia đình. Như vậy thì thiết bị điện Thanh Tâm vừa review giới thiệu một cái ổ điện mini dùng trong gia đình 10A và chống giật ha, chống dòng rò, bảo vệ cho người sử dụng. Rồi Tâm xin cảm ơn và hẹn anh em ở video tiếp theo. Anh em nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm cái chuông kế bên để nhận thông tin những video mới, những sản phẩm mới. Rồi Tâm xin cảm ơn và hẹn gặp lại.